Vào khoảng 15h30 ngày 2 tháng 7, các trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát hiện 3 người mặc đồng phục ngành điện lực đang chào bán dây cáp điện cho các hộ dân cư khu vực ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Nhận thấy các nhân viên điện lực có dấu hiệu nghi vấn nên các trinh sát đã tiến hành kiểm tra và phát hiện những người này có hành vi giả danh nhân viên điện lực để bán dây cáp điện không bảo đảm chất lượng theo các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn mác. Lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 3 nhân viên điện lực giỏm gồm Hà Duy Ninh, sinh năm 1980, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Trần Văn Trung, sinh năm 1968, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Quốc Trung, sinh năm 1984, ngụ xã Bảo Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên xe máy của họ 35 cuộn dây cáp điện, mỗi cuộn dài 50m được bọc trong bao bì có dán nhãn mác, nhưng thực chất là hàng giỏm. Làm việc với công an, ba nhân viên điện lực giỏm khai nhận đồng phục ngành điện và các cuộn dây cáp điện được mua ở chợ trời với giá rẻ. Sau khi phủ phép thành dây điện chất lượng cao thì cả bọn vận chuyển về các vùng nông thôn tỉnh Long An để lừa bán cho những người nhẹ dạ với giá từ 600.000 đến 700.000 đồng trên cuộn, kiếm lời từ 300.000 đến 400.000 đồng trên cuộn. Loại ổ khóa mà các đối tượng bán có hiệu The Solex R, có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng nhìn bề ngoài rất giống ổ khóa Solex của Mỹ. Đã có nhiều người dân nghe tưởng rẻ nên sập bẫy, sau khi mua hàng mới biết loại khóa này chỉ có giá khoảng 30 đến 40.000 đồng trên ổ. Lãnh đạo Điện lực Tân An thông báo, hiện tại ngành điện không tổ chức thu tiền điện trực tiếp, không có chủ trương cho nhân viên ngành điện đi bán các sản phẩm của ngành. Do vậy, Điện lực yêu cầu người dân nên cảnh giác, đề phòng về các chiêu lừa đảo của các đối tượng giả danh nhân viên điện lực. Khi phát hiện những người ăn mặc đồng phục của nhân viên điện lực đi chào bán thiết bị điện, thì người dân nên liên hệ qua tổng đài ngành điện số 1900 1006 hoặc 1900 9000 để được giải đáp thắc mắc hoặc phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để phối hợp xử lý kịp thời, giúp người dân tránh cảnh bị lừa.